lớp dưới cùng điều chỉnh độ sẫm màu. Một số loài thằn lằn cắn rất mạnh, thậm chí còn có nọc độc. Quái vật Gila di chuyển rất chậm, lại không có răng nanh. Nó thường cắn chặt và nhai để bơm nọc độc vào cơ thể con mồi. Những loài thằn lằn khác được bao phủ bởi gai và xương sống sắc nhọn. Thằn lằn quỷ gai sống ở Úc. Nó có một cái đầu giả ở phía trên cổ để đánh lạc hướng những kẻ săn mồi khi bị tấn công. Tương tự, thằn lằn giun có cái đuôi trông giống như cái đầu khiến kẻ săn mồi bị bối rối. Từ đó đã xây dựng nên hình ảnh rắn hai đầu. Phần lớn tắc kè hoa, thằn lằn bóng và một số ít những loại thằn lằn khác có thể tự cắt đuôi của mình khi bị đe dọa. Quá trình này gọi là tự đứt hay tự cắt rời cơ thể. Phần đuôi tách rời vẫn tiếp tục ngọ nguậy do cơ bắp tự động phản xạ. Đánh lạc hướng kẻ đi săn trong khi thằn lằn có thời gian chạy thoát. Sau đó tắc kè sẽ tự mọc một cái đuôi mới làm bằng sụn chứ không phải xương. Có thể dễ dàng nhận thấy màu sắc của cái đuôi khác với các chi của tắc kè. Trong khi đó, thằn lằn bóng lại dự trữ nguồn thức ăn ở phần đuôi. Nó thường quay trở lại và ăn cái đuôi bị đứt của mình để nạp lại nguồn năng lượng bị mất. Một số loài thằn lằn khác sử dụng cách đe dọa. Ví dụ như tiếng rít